Lệ Quyên gần như tàng hình trong tập công diễn mới nhất, bị gắt sóng sau khi chia sẻ thất vọng về chị đẹp. Lệ Quyên giữ thái độ im lặng khác lạ trong tập phát sóng mới nhất. Tập mới nhất của chị đẹp đạp giò rẽ sóng mang đến những sân khấu mãn nhãn cho khán giả, là một trong những nhân tố thường xuyên gây tranh cãi nhất chương trình. Từng động thái của Lệ Quyên khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý. Trong tập mới nhất, khán giả nhìn ra chuyện nữ hoàng phòng trà có thời lượng lên hình ít hơn hẳn những tập phát sóng trước đây. Nữ ca sĩ không còn sôi nổi trò chuyện rôm rả, cũng không tỏ ra hào hứng khi bàn luận về các ca khúc trình diễn trong chung kết như các phần chọn bài công diễn trước đó. Khi Emily hỏi ý Lệ Quyên về ca khúc muốn biểu diễn ở chung kết, nhưng cô chỉ lắc đầu. Nữ hoàng phòng trà giữ thái độ im lặng khác ngày thường. Trong những buổi công diễn trước, Lệ Quyên vô cùng hoạt ngôn. Cô được khán giả nhận xét là một trong những chị đẹp có thời lượng lên hình nhiều nhất sau. Không ít người suy đoán về sự im lặng khác thường của Lệ Quyên. Được biết, thời điểm hoàn tất buổi ghi hình công năm cũng là lúc chương trình phát sóng những tập đầu tiên. Khi đó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu liên tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Người xem cũng nhận thấy sự vắng mặt của bạn trai nữ hoàng phòng trà trong tập mới nhất. Một tài khoản cho rằng Lệ Quyên giữ chừng mực không phát ngôn nhiều để tránh thành mục tiêu công kích của cư dân mạng. Một số khác cho rằng Lệ Quyên đang mệt vì phải ghi hình đêm khuya nên có phần kiệm lời, vì có lẽ đây là nguyên nhân nữ ca sĩ không nên sóng nhiều. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt ra giả thiết Lệ Quyên bị chương trình cắt sóng về những phát ngôn thất vọng về sâu. Trong một buổi diễn phòng trà, Lệ Quyên ví chương trình như một cái kẹo đẹp nhưng mở ra chỉ toàn giấy. Cô tiết lộ cuộc sống tập thể của dàn chị đẹp trong chương trình đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nhìn chung vẫn cảm nhận được những cảm xúc rất tuyệt vời.